quýnh đòn dài, mình hiểu địch thủ quýnh đòn dài hay là đòn ngắn tức là quýnh gói chỏ và đòn dài. Nhưng mà Nguyễn Trần Nhất là nó chuyên môn quýnh nó đòn dài. Mà cho cái võ đài trơn vậy thèm sao nó phát biện, thằng kia nó quýnh đòn gần không, nó quýnh gói chỏ làm sao mà Nhất quýnh lại. Võ đài trơn là đồ mà giết cặp cẳng của Nhất, tức là nó đã chơi thằng Nhất trước rồi. Tại vì Nhất mặt rỗi quá, nó vậy mà không hiểu, mà như cái nào sầm sàm vô tay trái chân trái chân sàm vậy mà nó võ sư cái gì. Mấy này nói ra thiết tâu rồi mà thiết tôi mà tao muốn chửi mày, hỏi tất cả Bình Định mày hỏi hết đi. Trước khi cúng tổ một cái học trò nào cúng tổ là biết thằng đó nó yếu tay trái yếu chân trái, đổi chim mông đúng chỏ hay là chim mông đúng đá hay quýnh gói, mày hỏi hết luôn. Phải cái lời nói tao nói là đúng hay sai, võ cổ truyền dục cùng rác mẹ hết rồi, nên giờ mấy ông võ sư nó dục hết rồi nên đâu hiểu. Như cái tướng mày quýnh vậy mày quýnh chỏ được chứ mình mày quýnh đá không được, nhìn sơ cũng biết. Thì cái võ đài nó phải sự công bằng, võ đài không trơn trượt, không mưa không gió gì thì mới hiểu được là Nhất như thế nào. Tự nhiên nghe sầm sàm nào nó tay cha chân trái chẳng làm gì trong đó. Vô đây chơi mà mày chuyên môn cặp giò mày đá đó như thác đạo như karate nó đá chết mẹ đó. Bây giờ mày đưa sàn này nó lên thử thằng karate với thác đạo quýnh được tao cùi vậy nè. Đâu thử mày quay cái ông nào mà nói ở bên thác bên đồ gì đó mày đi giỏi đem đổ đài lên ổng mới được tao cùi nè. Tại sở trường nó mà đá không nè thì sao quýnh được. Nhất chưa đưa cái giò ra té mẹ tao đâu rồi sao thắng được. Vô đài mà ban tổ chức nào dắt gà đi kỳ chết mẹ, dắt gà đi đấu trường luôn, dục con bỏ chợ mà cái đài đó là cái đó là để giặt, cái đó để giặt được, giặt cái thằng quýnh vẹ mây mây nó không có bị chấn xương sống được. Chứ võ đài đâu mà để quýnh tự do có chỗ sao Nhất đánh lại. Thì hỏi Nhất có phải Nhất nó tức lắm, nó đưa cái giò lên té mà thằng kia thì nó thằng ở bên đó thì nó sử dụng cái võ đài nó quen rồi nó quýnh vô chỏ nhiều. Mày thấy nó áp vô nó quýnh chỏ không, nó không có đá bao nhiêu Nhất á, Nhất dính thằng là chỏ với đồ phòng nghiêm tao cứ phân tích nó đường trái đường phải, đường trái gì trái đồng phải, khi nào cái mặt đường khô nè mày phân tích như là Trương Cao Minh Phát kỳ đó đó mà đánh với Nhất là tại sao đó, võ đài đàng hoàng thấy chưa. Thì thằng Nhất nó đứng tay chân trái nó quen rồi, thằng Cao Minh Phát đứng chân phải, nó lù lù nó không đá vô lù vô đi tới đâu là Nhất vừa ra là nó quýnh chỗ đó, thằng Nhất rớt là ngay vào đó. Tao đồng ý con vô này trơn chết mẹ sao mà nó chạy phải được học võ. Mày hỏi tất cả mình định tao cúng gà người ta vô cúng tổ, bây giờ mày nói thầy Phan Thọ như làm khoa đó, khoa Bình Định chắc có là trưởng môn có thể nó nắm được đó. Dạ. Một người thầy không biết thôi, ngoài Bình Định ta kỹ càng lắm. Cúng tổ mà khi gặp thầy võ cổ truyền mình á, người ta cúng xong á, không biết là lụa lụa cách nào nhúng lên nhúng xuống á, người ta coi dãy con gà, người ta coi cái học trò đó, thằng đó nó yếu về cẳng hay yếu về tay hay bắt quy, người ta mới dạy. Con người mình nó kim mộc thủy thổ, nhiều khi nó cái chỗ bên tay trái hay bỏ bên tay phải người ta biết, người ta bồi dưỡng vô cúng tổ đó. Mình định á, tao nắm cái đó không được. Thầy Phim Thảo ổng coi đó, anh Phi Đông Đông được còn, nhưng không biết khoa là còn hay không, mà bên có thầy Phan Thọ rồi những thầy gỗ mãi như thầy gì cái gì rồi hồn ngạnh hồ sừng mấy thầy này nè, hay là thầy Lê Sinh Cảnh biết đó, mấy bởi vẫn còn biết. Còn mấy ngợi dục mẹ cổ truyền đưa mấy nhỏ lên sầm sầm mẹ không biết mẹ gì đó. Mày thấy có nhiều thằng không, nó học chết mẹ đi mà nó quýnh vô đòn tay, nó quýnh tay như búa bổ mà nó đá không được. Có thằng nó đá như chéo, có chân nó đá như là chân treo á, chứ đâu phải thằng nào dỗ được hai tay dỗ chứ, khó nào toàn diện, không có gọi là tả hữu bình bình được, khó có đó. Ông trời ông khiến như vậy rồi nên tao tức chuyện gần nhất, nó thua chứ gần này nó thua đau mà tao tức cho nó luôn. Không phải là tao phen nó nha, ví dụ như là Nguyễn Cái Nhơn tao cũng thương, nó là dân Bình Định á, rồi cái Trương Cao Minh Phát tông thương Bùi Đồng Phi luôn đó, rồi võ đài tông đều thương, nó là tiều ở bên võ cổ truyền nó chạy qua đó. Nhưng mà mấy anh em nó cống mình, nhưng mà cái ban tổ chức mà muốn dắt đi á, cái người đó con gà nó phải bắt con gà nó quýnh ở đâu, quýnh cái gì, có tiền hay không, là mặt trên dự không, võ đài thế nào, tàn là bị gài không,
nhất qua rồi lần đầu tiên gài mẹ rồi. Té lên té xuống sao quýnh, nhất nó giỏi về cặp chân, thằng kia nó giỏi về cặp tay, tụi nó thêm lỗi mày, cái tay tao quýnh lẹ hơn. Nhất nó đâu quýnh tay, đâu bằng thằng đó. Thua, mà thua thì mẹ thua nhận thằng không tên tuổi. Mày hỏi tôi thằng đó có tên tuổi không? Nó tầm bậy tầm bạ con. Dắt đi quýnh cái thằng tên tuổi. Nó giống như thằng võ sĩ mà nó thách thằng võ sư vậy đó. Mày chết mẹ rồi. Ông ấy giờ tức cho nhỏ rồi rớt cái này đau đớn gì đâu, bực mình gì đâu, tức độ quá trời rồi. Mà cái mặt nó đang là chuẩn bị gì đi on rồi mà may nữa mà để nhỏ vậy. Ồ mẹ, tao nói thiệt mày, cái thằng nào á ngày xưa hồi đó trước giải phóng vậy, ở ngoài Bình Định nó coi là chín bằng, gọi là chín lần võ sĩ chín bằng quân đài. Mày hỏi ba của Nhất cũng biết nữa. Ở nhà anh Tấn Nhất Duy, anh Tấn Huy Diệu cũng biết nữa. 11 bàn. Ông thầy nói bây giờ mày học 3 bàn, bây giờ mày muốn lên đỉnh cao hơn, mày quýnh cái thằng 11 bàn. Thằng đó dám quýnh, thằng 9 bàn thua thì nhục, thằng 3 bàn nó đâu có nhục bằng gì. Nhưng mà hồi đó giờ cách thức Bình Định khơi người ta không cho quýnh cái đó đâu. Đâu ra đó, anh Lê Anh Tùng, anh là vô địch, anh quýnh bên nào và bên nào. Còn tao là hạng cốc ke, tao quýnh kêu nào, hạng nào. Ví dụ như cái khi mà anh đánh một cái, anh chắc một cái độ tuổi mà người ta vô địch trước anh Tùng đó, là đàn anh anh Tùng. Nhưng mà xin tổ chức là anh này có chấp nhận quýnh với anh Tùng không? Chấp nhận anh có bằng lòng quýnh với người này ký kết đàng hoàng thì người đó mới dám quýnh anh Tùng. Anh Tùng mới dám quýnh, không dám hổn. Nơi đây là không có nói hổn đó. Nói vậy cho dễ hiểu. Anh Hùng nhỏ tuổi hơn người ta. Nhưng mà giờ anh quýnh giỏi quá mà giờ người ta trên hạng ảnh. Nhưng mà ban tổ chức nó mới xin là bên của nhà thầy Lê Đại Hoan, ban tổ chức Lê Anh Tùng chấp nhận ký tên vô. Đó là không phải là phạm thượng, không lỗi thì anh Tùng mới quýnh với người đó. Mẹ hỏi anh Tùng có đúng không? Việt Nam bây giờ xà cầu hết trơn mà luôn mà tàn ở miệng, áo miệng, cũng như để rốt cuộc Nguyễn Trần Nhất Nhất còn chờ chết một cách đau. Nhất là cặp giò nó giỏi, chợt mẹ quýnh gì thằng kia nó quýnh gói chỏ, tao quýnh gói chỏ bây giờ chân chợt tao quýnh gói chỏ quen rồi, mày đưa cái đường đó tao quýnh cho mấy thằng thác đạo với mấy karate ỉa cướp trong quần luôn. Nó đá không sao tao quýnh gói chỏ, tao quýnh nó thấy mẹ thôi mà coi có nhiều đó mà không biết là chân trái chân phải. Bò tôi nói tụi bậy bạ không, té thấy mẹ vẻ thậm tí nó nổi mà nó quýnh cái đồ que đó, thằng Nhất quýnh đồ que đó mà đồ quýnh hai thằng té bịch ôm té bịch luôn, thấy chưa? Nó thì nó sử dụng cái đài mình nó quen rồi, quýnh phải cân bằng ở võ đài này, vậy tham khảo võ đài này như thế nào, học trò mình quýnh thế nào ra thế này, rồi cái người đó cân bằng với học trò của mình hay không, để quýnh như thế nào tự nhiên để về Nhất cái uổng. Nghe quýnh thằng đó nhỏ trẻ tuổi hơn, không có bằng hơn, ai nói gì thằng đó cao thôi chứ Nhất bè hơn, Nhất cái tướng nó bự hơn, bè hơn mà cho phát huy. Thằng Nhất ở đó giờ mà thấy nó qua bên nó đá nào đấy, tàn ba sườn nó đá gãy xương ra không, mày thấy nó hồi đó đòn đá không, nó đá thằng ở Malaysia cũng gần cổ quẹo không, mày thấy thằng Trung Quốc nó đá không, nó là vua đá mà bây giờ qua đường chân chất cái giò mà ta không phát huy nữa rồi làm sao. Đó nó chẳng hạn như Thác Đạo mà lên gặp cái võ đài đó thì thằng mày thấy nó quýnh chết mẹ luôn. Thác Đạo với tên đô chuyên môn đá không mà rồi vô gặp đó nó quýnh. Mỗi thằng giỏi môn chứ đâu có giỏi toàn diện, vừa đá như anh Tùng này vô địch đá không thấy, chân trái đá được chân phải đá, vừa là thần cước. Nó phải mỗi người nó có cái giải người ta tự nhiên không hiểu nó sầm sàm. Ta nói mấy ông cổ truyền nào mấy ông cấm á, ông nào mà cấm mà cái dân cổ truyền không cho phát huy chỗ này thì giờ mấy mẹ nó xàm á. Ông cha ta giỏi lắm chứ không phải đơn giản đâu nha mấy ông ơi. Bây giờ cái ông thấy thế vô tàn nó bự con tưởng ngon, gặp võ vật có người Bắc với vô Quế đi, nó giật mấy ông gãy sống luôn, cho nó quýnh có chỗ phải nó quýnh hai cái đó rỡ lại may không. Việt Nam mà cái gì cũng có, tại mấy ông cấm quà cấm tới cấm lưu động đưa sầm lông đưa nào quay vòng đồ đưa Việt Nam, rốt cuộc tàn là tài không, tài phải Việt Nam không, Nguyễn Cái Nhơn phải Bình Định không, thầy cấm gói chỗ nó đi qua nó học ở Mù Thái phải chương cao bên phát nó phải quýnh võ cổ truyền không, bây giờ nó qua quýnh Hoàng Phi phải không, Hoàng Đức không giỏi hơn đài, giỏi hơn đài là ai, giỏi đài là học trò bên Long Hổ Hội chứ đâu,
Vô trong này phải không? Mày hỏi phải không? Mày hỏi phải cho Nguyễn Sơn là phải học bên bên Long Hữu Hội không? Cấm gói trọ qua nó mới chạy qua đây. Con người ta phát huy toàn là người người Việt mình giỏi không à? Ban tổ chức nào đưa thằng nào không vậy? Thằng chín đẳng nó đi quýnh với thằng hai đẳng. Ờ mẹ cái thằng bảy đẳng rồi mày đi quýnh với thằng một đẳng. Tư đẳng rồi quýnh với thằng đây đen. Vậy mà nói tổ chức hay. Vậy chú Bá có cái đánh giá như thế nào về cái trận lượt về không chú Bá? Lượt về vậy lượt về quấn thằng nào cho ngon lành chứ quấn cái thằng cốc kẻ rồi quấn cái vậy kêu nhất quấn rồi quấn chị. Ủa bây giờ tao là cái thằng không không tên tuổi nè, mặt tao xã hội không nhìn nè, giờ tao quấn với thằng nhất đi, tao quấn thua thằng nhất tao đâu có gì đâu, nhất quấn thua tao bự bự nhục á, quấn cái dầm cái vậy. Thì giờ lo luyện lại lựa thằng nào mà võ đại đâu đó, lựa nào mà quy chương quốc tế giống như mình, phải quấn chỗ nào thắng không thua bại không nản, thất bại là mẹ thành công. Đó là cái còn không có ai mà giỏi dở như chú Bá sư quýnh tao, quýnh nó quýnh tao gãy răng tao đó, nó quýnh tao chằn bẹp không chứ bộ tao nói tao thắng không nào đâu, có thắng nó thua. Nhưng mà khi mình lên đỉnh cao mình phải đánh chỗ nào, như tao giờ đem đi ra tao đánh lộn với mấy nít xóm này hả, cái mặt nào nó giống ai, nó nhiều người nó trời dạy cho học trò lên đánh vô đài rồi đánh lộn mấy em sai lầm, mấy võ sư nó sai lầm, không biết ông nào dưới tỉnh Đồng Tháp Bến Tre gì qua tao nghe đó. Mấy ông dạy học trò mà mấy ông nó đánh lộn, nó đánh trúng cho đánh lộn mà nào, đánh trúng khùng mắt cho đánh lộn mà nào, lên vô đài người ta đánh có trọng tài can tất cả một ngàn người coi rồi xong về, còn ra về bất cứ người nào tao ra ngoài đường nè, thằng nào nói bây giờ tao gây lộn nó tán mặt tay tao cũng không quýnh nó nữa. Tao quýnh nó làm vậy, tao cái mặt tao cứ mấy ngàn người coi tao đi quýnh lộn với cái thằng không có tên tuổi ở trong xóm vậy mà dám nó tuyên truyền với tao, mấy học trò tao dạy chứ thằng này nó dạy giỏi quá, dạy để quýnh lộn, quýnh lộn gì, nó lên đài nó quýnh trúng quýnh lộn vậy, quýnh lộn đâu vô mắt đâu. Mấy ông võ sư thì nhảm mấy võ sư là nhảm tàn được múa không được, còn bài đặt đưa cái bài tí quyền lên được nữa nó hay. Nó sai rượu mà sao nó quýnh đạn tỉnh, tôi tỉnh này mà nó quýnh tôi còn sai vậy nè. Nó quýnh tôi còn sai luôn nè. Sai rồi nó quýnh cho tỉnh luôn. Gió sai làm gió. Ôi mà tôi tỉnh mà nó quýnh tôi còn ngủ, tôi say mồng mồng. Còn sai nó quýnh cho ngủ luôn. Tầm bậy tầm bạ cái gì mà đáng đưa lên. Đưa cổ truyền Việt Nam ta đưa lên hồi bài quyền có giữ dằn của Lý Thường Kiệt, ta giữ nước giữ non cho con mình, bài quyền của Đức Trần Hưng Đạo không đưa, bài quyền của hai bà Trưng ôm giặt như hồi nào rồi tận tàn đưa đâu ở bên đùa Bắc Kinh không, mà đó bị Vuông Chung quýnh chạy xúc xích quần mà cũng đưa lên. Cảm ơn chú Bá, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem đoạn chia sẻ của chú Huỳnh Bá nhé. Đây một cái góc nhìn, một cái quan điểm của chú Bá. Mọi người có những ý kiến đóng góp gì hãy để lại phần bình luận nha. Tức quá trời, ôi đất thịt gì đóng góp hôm nay.